Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua đến từ thương hiệu của Ý, Wiliocettina. Và đây là một mẫu xe đua mới nhất về tại cửa em, với trang bị bộ cấu hình của 105. Vâng, đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý. Các bác nào mà tìm hiểu qua về dòng xe đạp thì cũng có thể biết được dòng Wilio rồi. Vâng, trước tiên là về thương hiệu Wilio thì em có tìm hiểu xe này là hãng này là của nước Ý các bác nhé, được thành lập vào năm 1906, cũng rất là lâu đời rồi, hơn 100 năm. Hãng này chỉ được đặt tại trụ sở của Ý thôi nhé, không đặt trụ sở đâu hết. Và chiếc xe em về đây là chiếc xe Wiliocettina Montegrappa. Em có search thì có rất nhiều trang web nói về chiếc xe này, các bác có thể thấy đây. Đây chiếc xe về bên em. Còn đây trang web chính hãng của hãng Wilio. Vâng, đây một thương hiệu rất là lâu đời và nổi tiếng trên thế giới. Vâng, và chiếc xe Wilio có tông màu rất là thể thao, rất là khỏe, màu đỏ đen. Đây cũng là một màu xe mà hot, được rất nhiều các bác ưa chuộng. Đây dòng xe Wiliocettina Montegrappa. Vâng, tên rất là dài. Như em vừa search trên Google, các bác thể lên search về chiếc xe này, chiếc xe chính hãng đến từ thương hiệu của Ý. Với yên của San Marco yên hiệu. Về hình thức em đánh giá chiếc xe này cũng còn rất là tốt. Wiliocettina chiếc xe rất là tốt đó nhé. Trên khung xe WSIS, nãy em sẽ đo chiều cao khung đứng và ngang của xe. Với bộ phanh 3 mảnh của xe đua, và chiếc xe đã qua sử dụng nhưng vẫn giữ được cặp vành nguyên zin của hãng Wilio. Với củ đề của 105, 2, 4, 6, 8, 10, 10 tầng lít, 10 tầng lít và 2 đĩa cho xe 20 tốc độ các bác thay đổi. Đùi đĩa của FSA và gạt của 105. Vâng. Thì bên trên đây thì chiếc xe được trang bị ở càng carbon nữa nhé, càng carbon có vượt carbon này của nguyên zin của Wilio. Chiếc xe được trang bị bộ tay lắp cao cấp của 105. Đây bên đĩa các bác nhé, để không và Meyer của Clarit, Siro Clarit. Wilio vẫn là vành trước các bác nhé, vành trước cũng của Wilio, lớp Maxxis. Thông số xăm lốp là 700x23C, vành 700 và quả lốp là 23C, là cỡ lốp thông dụng của dòng xe đua.
Bedan. Bedan vi vọng, rất là trơn trượt. Và đáp giúp các bác đạp trơn. Trơn hơn với bedan vi vọng mặt đạn này. Xe ghi xe ép bây giờ sẽ đo chiều cao không đúng một xe. Xe có chiều cao sai đứng là 47, ngang là 50, của các bác từ 1m6 đến 1m7 với chiếc xe này. Vâng, và bây giờ là chuyển động. Xe trang bị 10 tầng lip, đề của 105, lên lip, xuống lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Trên tay phản bộ đĩa 2 tầng của FSA, gạt đĩa 1.5, lên đĩa. Đây có cái mã vạch của đối đĩa các bác nhé. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe William Chetia Motor Rappa. Chiếc xe được trang bị bộ group của 1.5, được trang bị khung nhôm cả carbon. Xe được bán tại cửa mức giá là 12.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Có quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh kia xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những xe chiếc xe đạp có tại cửa em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.